Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kiên Xe Đạp. Vâng, và hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một dòng Gian XCR 3500, một dòng touring giảm xóc đang hiện tại đang bán gần như ở chạy nhất tại cửa hàng em. Vâng, và hôm nay là một màu đen vàng các bác nhé. Bây giờ em sẽ đi vào đánh giá tổng thể chiếc xe. Vâng, và hình thức chiếc xe nước sơn màu đen vàng, khá là đẹp, khung nhôm. Em đánh giá chiếc xe này trên 90%, nước sơn khá là mới đây. Vâng, và như những dòng gian cao cấp thì đây cũng là một dòng gian cao cấp được đi dây âm sườn. Dây đi trong sườn các bác nhé. Đây các bác có thể nhìn rõ đây. Màu đen vàng này nhà em rất ít khi về. Màu đen vàng. Cọc yên và yên nguyên bản của gian. Những cái dòng XCR này, dòng có giảm xóc này thì thường có yên của nó thường có phản quang các bác nhé. Phản quang phù hợp với màu xe. Và đây là màu vàng. Hình thức yên rất là mới đây. Cọc yên nguyên bản của gian. Vâng, và xe có công vẫn được trang bị công nghệ nhôm alu X độc quyền của gian rồi, cho bộ khung xe siêu nhẹ và bền. Các bác có thể lên Google và search thêm về khung alu X này. Và đây giảm xóc của xe rất là mới bên nhé, giảm xóc của gian luôn. Với bộ giảm xóc các bác có thể đi leo đồi được. Chiếc xe này vừa phù hợp các bác đi touring đường phố, dòng đều dòng touring đường phố hoặc là đi leo núi đều phù hợp. Vâng. Gian XCR 3500. Ghi đông cổ phốt nguyên bản của gian. Vâng. Chuông xe. Xe được sử dụng bộ tay bấm xả Shimano Alivio. Bên này bên lip cho xe 9 tầng. Bên đĩa 3 tầng, tổng cộng cho xe 27 tốc độ thay đổi. Cặp vành nguyên bản của gian. Nguyên bản theo xe đây. Đây là một mã vạch của hãng. Vâng, vẫn còn nguyên mã vạch. Cặp vành cũng màu vàng đen. Phù hợp với xe nguyên bản theo xe đây. Vâng, và em sẽ quay thông số lốp các bác xem 700 x 38C. Hình thức lốp gai thì còn rất là mới đây. Còn nguyên. Vâng. Cặp Mayer nguyên bản của gian. Bộ phanh dầu của Shimano. Phanh dầu thủy lực. Vâng, và đây là cặp vành sau của xe. Vâng, và đây là đùi đĩa 3 tầng của Shimano. Nguyên bản theo xe. Gạt đĩa nguyên bản của Shimano Alivio. Vâng. Và khung xe size S của các bác từ 1m6 đến 1m7. Và một lát nữa em sẽ đo size đứng của xe. Đây lốp sau khá là mới đây. Chiếc xe này ít đi. Mayer của gian. Và xe được trang bị bộ phanh dầu thủy lực của Shimano. Phanh đĩa dầu các bác nhé. Vâng. Bên trong rất là mới đây.
Dòng touring có giảm xóc. Vâng, và xe có size đứng là 43. Vâng, phù hợp các bác từ 1m6 đến 1m7 có thể đi vừa chiếc xe này. Bây giờ em sẽ test chuyển động của xe. Và trước khi test em sẽ giới thiệu qua bộ cấu hình của xe. Xe được trang bị nguyên bộ group của Shimano Alivio với 9 tầng lip và 3 đĩa cho xe 27 tốc độ. Đùi đĩa nguyên bản của Shimano, gạt đĩa của Shimano Alivio. Vâng. Vâng, lên lip. Sử dụng bộ lip 9 tầng của Shimano. Vâng. Chuyển động rất tốt các bác nhá, xuống lip. Chuyển động rất tốt. Sang bên đùi đĩa 3 tầng của Shimano. Xuống đĩa. Vâng, lên đĩa. Chuyển động rất là trơn tru đây. Một dòng touring có giảm xóc của các bác đi đường phố và leo núi. Vâng, và em vừa review xong chiếc xe Zan XCR 3500 được trang bị dây âm sườn nguyên bộ group của Shimano. Vâng, và xe màu đen vàng các bác nhé, có giảm xóc. Và chiếc xe được bán tại cửa hàng Kia Xe Đạp với mức giá 8,8 triệu, miễn phí ship toàn quốc của anh 1 năm. Các bác quan tâm hãy nhắn tin Zalo 0975 709 943 để xem hình ảnh chi tiết về chiếc xe, và lên YouTube tìm Kiên Xe Đạp, nhấn theo dõi kênh và nhấn vào chiếc chuông để xem những xe mới nhất về tại cửa hàng em. Vâng, xin chào và cảm ơn các bác theo dõi video. Vâng, và bên em có mua bán thêm đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật cổ. Đấy, các bác thấy rõ rất nhiều đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật cổ đấy. Các bác nào quan tâm thì có thể liên hệ hoặc là lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ. Đây, Kiên Đồ Cũ, lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ, nhấn đăng ký theo dõi kênh và để được các bạn bên đồng hồ tư vấn thêm.